Khối ngoại giảm đài bán ròng, tự doanh luôn có những cái mức độ giao dịch của họ ở tại danh mục ở trạng thái cân bằng. Có những lúc họ mua cổ phiếu này, có những lúc họ bán cổ phiếu nọ. VN Index của chúng ta hôm nay gần như có một phiên gọi là bùng nổ theo đà về mặt cả giá và khối lượng. Ở đây khi chúng ta nhìn nhận một cái yếu tố bùng nổ theo đà của thị trường sau một chuỗi thời gian phân hóa và tích lũy lại, dẫn đến một số các yếu tố cổ phiếu trên thị trường gần như đang có sự đồng loạt và sự tăng điểm. Những yếu tố này là tốt hay xấu, khối lượng vào thị trường nhiều hay ít, tất cả những gì chúng ta cần phải để ý trong thời gian tới là gì? Nếu mà thị trường của chúng ta bùng nổ mà danh mục của anh chị ở trong trạng thái hòa ở thời điểm hiện tại thì đôi lúc anh chị cần phải coi là cái cách chúng ta giao dịch. Bởi vì khi cái sự phân hóa này xảy ra thì ở những cái video trước đó của Nam, Nam đã nói cho anh chị nhiều từ rất nhiều. Khi mà mai mai sau này, sau phiên ngày hôm nay, kể cả thị trường có tăng điểm đi chăng nữa nhưng đôi lúc tài khoản của anh chị sẽ không tăng, mà ngược lại khi mà thị trường càng tăng điểm và support cho cơ hội của cổ phiếu bứt phá thì cái danh mục của anh chị, nếu anh chị đầu tư đúng mã cổ phiếu thì có thể là anh chị có thể gặt được cả hai cái lợi nhuận tốt hơn về sự tăng giá của VN Index. Thì những cái này chúng ta đã chia sẻ với nhau. Về mặt yếu tố của thị trường thế giới thì anh chị cũng có thể thấy là sau những cái tin tức tích cực từ cái yếu tố về sự hồi phục của thị trường thế giới trước những cái tin tức về mặt là thông qua gói cứu trợ của Mỹ, thì gần như tất cả các thị trường thế giới đều có xu hướng hồi phục ngược trở lại, hay còn nói là sự tăng điểm này nó cũng mang tới yếu tố tích cực cho VN Index của chúng ta. Thì hôm nay thị trường của chúng ta bao nhiêu ạ? Thị trường chúng ta hôm nay tăng điểm ở 17.7 điểm, tăng 1,51%. Cái yếu tố này thì anh chị cần phải lưu ý những gì trong thời gian tới, và đó là sự bùng nổ của thị trường thì liệu nó lâu dài và bền hay không. Ok, chào mừng tất cả các anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh của Nam ha. Nam Nam Invest thì chiều nay Nam quay lại làm cái video cho chúng ta hình dung về thị trường một chút. Sau một loạt cái sự phân hóa thì thị trường của chúng ta hôm nay có một phiên chính thức bước qua khỏi cái giai đoạn đi ngang, hay còn gọi là giai đoạn phân hóa, đã bước vào một cái chu kỳ mới. Thì những cái gì mà chúng ta cần phải lưu ý thời gian tới thì anh chị cùng Nam sẽ đi phân tích ha. Nhìn chung thì đầu tiên thì nếu anh chị nào mà chưa follow kênh của Nam thì anh chị nhớ đăng ký kênh của Nam nhé. Cái thứ hai là phía dưới những cái video mô tả, phía dưới những cái video này nó sẽ có cái phần mô tả, ở đây nó có rất là nhiều cái thông tin. Nếu anh chị nào có nhu cầu vào room hay là đăng ký khóa học hay là như thế nào đó thì anh chị cứ xem ở bên dưới, Nam và trợ lý của Nam sẽ hỗ trợ cho anh chị. Đầu tiên nếu anh chị muốn đăng ký vào room VIP thì anh chị có thể liên hệ trực tiếp với Nam hoặc thông qua các bạn trợ lý của Nam để mình có thể tham gia vào room. Thứ nhất là Nam không có room cộng đồng, thứ nhất là thời gian của mình không thể nào dành cho room cộng đồng được. Nếu mà tư vấn cho anh chị nó không chuẩn chỉ á thì coi như là em đang xem thường anh chị nhà đầu tư. Vì thế đối với các dạng mà khi Nam đã tư vấn cho anh chị nhà đầu tư thì đó là tất cả những gì mình có và mình phải làm sao tập trung tốt nhất cho khách hàng của mình. Thì anh chị có thể liên hệ với ba bạn Anh Thư và Thùy Linh và Kathy theo cái số điện thoại này để mình có thể là mở tài khoản cũng như là giao dịch chỗ ở VBS cùng Nam ha. Cái thứ hai là sắp tới Nam có gia khai giảng khóa VSI 25 vào ngày 22 tháng 3, tức là nửa cuối tháng 3 này mình bắt đầu khai giảng. Thì ở đây thì có tất cả các thông tin, anh chị có thể click link vào đây để anh chị coi cái thông tin khóa học cũng như là cái cách để mình đăng ký. Ngoài ra thì hôm nay là sau khi mà mình đọc những cái tin tức, ngoài cái tin tức về thị trường thế giới thì mình cũng rất là cảm kích nhất trước cái hành động của anh Mạnh. Nói chung là cái mình đọc cái bài báo này, ngoài cái sự mà cảm kích và rất là hâm mộ thì mình không có cái từ nào để nói về cái hành động của anh Mạnh cả. Vì thế là Nam quyết định là mình sẽ hỗ trợ cho anh chị nào chúng ta đăng ký tên Mạnh ha, mình đăng ký khóa học vào hôm nay và ngày mai thì có thể là mình sẽ được giảm 50% học phí. Thứ nhất là chí ít anh chị đã trùng tên một người anh hùng nào đó thì chí ít đó cũng là một sự may mắn. Thứ hai nữa là cái hành động của anh cũng tạo ra rất là nhiều cảm hứng cho rất là nhiều người trong thời gian tới. Vì thế khi mà anh chị có những cái nhu cầu nào mà chúng ta cần phải lưu ý thì anh chị có thể là tham gia vào một số cái, hoặc là chúng ta đọc cái phần mà mô tả dưới đây để anh chị có thể là làm theo ha. Ở đây thì Nam có một cái link room tư vấn phái sinh cộng đồng do cái hệ thống tư vấn bên Nam cung cấp, vì thế anh chị lưu ý có thể vô vào cái link ở đây để mình tham gia group ha. Group này hoàn toàn free và cộng đồng nên anh chị lưu ý nhé. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại để nói chuyện với nhau về VN Index ở thời điểm hiện tại. Nói chung là bữa giờ thì mà nó quá nhiều về sự phân hóa rồi đúng không? Tăng hay không tăng thì bản chất ra là cái anh chị cần làm là thứ nhất là focus vào cổ phiếu, thứ hai là mình làm sao đi vốn, thứ ba là lúc mà sự phân hóa đó cũng là cái cơ hội tuyệt vời để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta cơ cấu lại cái danh mục. Có những cổ phiếu mà anh chị mua đến bây giờ nó chỉ là hòa thôi, nhưng có những một một số cái cổ phiếu từ cái chu kỳ mà sau Tết tới giờ những anh chị nào mua lúc nào nó cũng tăng cả, và gần như là kể cả thị trường đi ngang phân hóa thì cổ phiếu đó nó cũng tăng, và kể cả thị trường bứt tốc thì nó làm cho cái tài khoản của chúng ta dày hơn thôi chứ nó không mất đi. Ngược lại thì cũng có một số anh chị nhà đầu tư là hôm nay mới chính thức về bờ, hôm nay mới chính thức có hạ vốn hoặc thậm chí là lỗ nhẹ. Đó là sự phân hóa của thị trường. Thực ra đối với một số cái cổ phiếu như thế thì khi thị trường bùng nổ một phiên nó bùng nổ, nhưng chưa chắc những cái phiên tăng giá phía sau nó sẽ tăng, bởi vì anh chị cần phải lưu ý một số cái yếu tố về mặt cung cầu của cổ phiếu.
Và anh chỉ cần phải nhớ là ở thời điểm này mọi thứ nó đã rõ ràng. Nếu mà chúng ta mạo hiểm trong an toàn ở trong giai đoạn này thì những cái này Nam đã chia sẻ rất nhiều cho anh chị nhà đầu tư về cái cách chúng ta tham gia vào thị trường, cái cách mà chúng ta focus vào cổ phiếu. Thì lúc mà thị trường bùng nổ thế này và nó tương đối rõ ràng rồi, thực ra thị trường của chúng ta tăng điểm ai cũng thấy, nhưng khi thị trường chúng ta điều chỉnh, khi thị trường của chúng ta có những phiên rút chân thì những hoặc là các yếu tố về mặt nhận định thị trường ở trạng thái hai đỉnh hay như thế nào đó, lúc đó chúng ta quyết định, tại thời điểm đó nó mới ra tiền. Còn bây giờ anh chị quyết định, anh chị chỉ mang cái rủi ro vào cho mình thôi. Bởi vì sao? Thứ nhất là rất nhiều anh chị nhà đầu tư follow theo kênh của Nam thì chúng ta đã có được một cái phần lợi nhuận tương đối tốt. Đúng không? Thứ hai là chúng ta nhìn nhận sóng ngành chuẩn. Nếu mà anh chị nhìn rõ với dòng thép và dòng banh ngày hôm nay thì có thể nói là anh chị cũng đã thấy được cái sự dẫn dắt của những cái dòng nó từ suốt cái giai đoạn phân hóa tới giai đoạn bứt tốc như bây giờ. Đúng không ạ? Thêm một cái nữa anh chị phải lưu ý là khi mà thị trường của chúng ta rõ ràng rồi á, là tất cả những gì anh chị tham gia trong giai đoạn sau chỉ là làm lời cho người khác. Vì thế trong cái video ngày hôm nay, ngoài cái việc chúng ta nói về thị trường ra, Nam sẽ không tư vấn cho anh chị nhà đầu tư chúng ta mua bán cổ phiếu nữa. Lý do là chúng ta đã mua và chọn mua trong những cái điểm test lại của cổ phiếu trong thời gian vừa rồi, và chúng ta nhìn nhận là tổ chức người ta đang gom hàng và đánh lên, thì bây giờ cái phần lợi nhuận nó sinh ra không thể nào bắt anh chị nhà đầu tư khác chúng ta tham gia vào cái cổ phiếu được. Vì thế anh chị lưu ý là khi mà nếu mà Nam khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua một số mã cổ phiếu cũ mà đã tư vấn cho anh chị nhà đầu tư trước rồi thì không khác gì là Nam lại bắt anh chị nhà đầu tư mới mua cái phần lời của những anh chị nhà đầu tư cũ. Vì thế anh chị lưu ý là hôm nay Nam sẽ không tư vấn về những cái cổ phiếu đó nữa. Ngược lại thì hôm nay Nam cũng có một cái món quà tặng cho anh chị nhà đầu tư khoảng 7 mã cổ phiếu để anh chị có thể mua trong T cộng 3. Cái tiêu đề của cái video này là tiền 1.200 VN-Index 1.200 điểm. Tiền ở đây không phải là tiền giao dịch, mà tiền chính là trước cái lúc mà thị trường của chúng ta vượt 1.200 điểm hay chạm 1.200 điểm thì cái mà anh chị cần làm là gì. Cái thứ hai nữa là Nam sẽ tặng cho tất cả anh chị nhà đầu tư 7 mã cổ phiếu mà anh chị có thể mua trong T+3. Nhìn chung là những mã cổ phiếu đó anh chị có thể mua được. Còn cái việc lãi lỗ thì bây giờ nó rõ ràng rồi. Thì bây giờ là anh chị mua thì cái chuyện mà nói chung là mình có thể mua được, và cái độ rủi ro của nó đỡ hơn những cổ phiếu khác, chứ không phải là nó an toàn nha. Anh chị lưu ý, bởi vì mọi thứ bây giờ nó rõ nên mà làm sao anh chị mua được. Nhưng mà chí ít là khi chúng ta mua, chúng ta sẽ có một số cái điểm giải thích nhất định. Thì thông qua cái video này thì Nam sẽ gửi cho anh chị nhà đầu tư 7 cái mã cổ phiếu đó. Thì anh chị nào mà chưa có tham gia cổ phiếu, anh chị là sợ một vùng 1.200 của anh chị bán ra và chưa biết tham gia vào cổ phiếu nào, thì hãy chọn 7 cái mã cổ phiếu đó. Thực ra những cái mã cổ phiếu đó đa phần là những mã cổ phiếu không phải trong đông khách hàng mà Nam khuyến nghị cho anh chị nhà đầu tư. Lý do vì sao? Lý do là khi mà khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua những cái mã cổ phiếu đó thì đâm ra là mình lại bắt anh chị mua giá cao thì nó là không hay. Vì thế anh chị lưu ý là ở trạng thái như bây giờ á, thì Nam sẽ hỗ trợ anh chị nhà đầu tư 7 cái mã cổ phiếu bên ngoài, và có một số cái yếu tố mà giao dịch nhất định để anh chị có thể tham gia vào mà cái độ rủi ro của anh chị ít đi. Ngược lại là đôi lúc một số cái cổ phiếu đó nó lại mang một số cái yếu tố nền tảng tương đối tốt thì anh chị có thể tham gia, chứ ít là có thể nó cũng chưa chạy. Có những mã nó đã chạy rồi và mình sẽ đang xen lồng ghép trong cái cách mà mình phân tích cái video ngày hôm nay ha. Ok, thì bây giờ thì Nam sẽ bắt đầu đi vào phân tích thị trường của hôm nay cũng cho chúng ta một chút, để anh chị có cái góc nhìn tốt nhất, cũng như là cái cách mà một số cái cổ phiếu mà mình đã nói với nhau trong video trước thì dư địa nó đến đâu, target nó thế nào, và cái điểm mà chúng ta cần phải lưu ý là gì nhé. Đầu tiên anh chị nhìn về banh thì có ACB đúng không? Sau một giai đoạn làm hoa hậu thì hôm nay em nó trùng xuống một chút, khối lượng tương đối bé, cho thấy là ở đây là hầu như những ai mua ACB bán trong phiên hôm nay đều không lỗ, là cái đầu tiên. Cái thứ hai là khối lượng nó nhỏ, cho thấy là nhà đầu tư cá nhân khi mà thị trường của chúng ta bùng nổ, họ dùng một cái lượng họ dùng ACB bán ra để mua vào những cổ phiếu khác, hay còn nói là hôm nay là một phiên tuyệt vời để tổ chức người ta mua lại một cái lượng hàng của nhà đầu tư cá nhân có nhu cầu chốt lại ra để mà chúng ta qua những cổ phiếu khác thôi, không có gì xấu cả. Mà nó vẫn tăng điểm, tăng 0.6% với khối lượng tương đối bé. Trong quá trình đi lên của cổ phiếu xuất hiện những cái phiên này là những phiên nghỉ tương đối tốt của cổ phiếu, chẳng có gì xấu, nó vẫn đem lại tiền tài cho những anh chị nhà đầu tư đang cầm nắm cổ phiếu này thôi. Bởi vì chúng ta cần làm là khi nó không xuất hiện yếu tố bán thì cứ cầm thôi, bán ra thì mai mốt nó chạy thì là tiếc thôi. Còn mình là nắm giữ được những cổ phiếu như thế này, dòng tiền vào tốt thì cứ để tổ chức nó hấp cung, hấp thụ xong đánh lên. Vì thế anh chị lưu ý những cổ phiếu này hết thì mua, và nó cũng chỉ phù hợp cho chúng ta nắm giữ thôi, mua mới thì không nên. Tiếp theo là gì? BIDV. Một trong những cổ phiếu anh chị phải lưu ý ở thời điểm hiện tại chính là BIDV. Nó không phải là cái dạng trong những cái số cổ phiếu mà em Nam khuyến nghị anh chị nhà đầu tư mua, nhưng mà khi mà khối lượng của nó gia tăng, bắt đầu có sự gia tăng và bắt đầu có yếu tố tăng giá ở thời điểm này, tức là nó so với những cái phiên giao dịch trước, thì chúng ta có thể nói dòng tiền bây giờ quay lại với BIDV và nó gom hàng trở lại rồi. Tức là cổ phiếu này xác suất nó tạo được một cái mẫu hình nào đó ở đây tương đối cao, và chúng ta cực kỳ phải lưu ý cho nó trong thời gian sau.
Thứ nhất là trong quá trình mà nó tạo đáy ở đây, nó đi lên không có volume thì quá trình gãy xuống của nó cũng đã rũ bỏ được rất nhiều anh chị nhà đầu tư. Thứ hai, khi nó quay về được cái đáy trước và có xu hướng hồi phục, điều chỉnh lại và bắt đầu có dòng tiền, khối lượng của nó bắt đầu lên một chút, cho thấy dòng tiền của nó bắt đầu vào rồi, thì những cổ phiếu này nó phải tạo được một cái mẫu hình nào đó mình mới chơi. Nhưng mà khi dòng tiền nó vào như thế này thì anh chị cũng có thể thấy là mình sẽ như thế nào ạ? Mình sẽ canh, mình sẽ canh những cổ phiếu như thế này trong giai đoạn sau, không phải bây giờ, nhưng mà nhìn nó để quan sát về dòng tiền, dòng ngân hàng thôi nhé. Tiếp theo là gì? CTG. Chúng ta nói rất nhiều các yếu tố về mặt ép cung ở đây nè. Dòng tiền mà đánh được một nhưng mà không thành công thì nó sẽ rũ lại và có yếu tố tiếp cung với khối lượng lớn ở đây. Thì phiên hôm nay nó bùng nổ đóng cửa giá 38 trúng 1 là yếu tố bình thường nha. Những cái này mình đã nói rất nhiều với nhau, vì thế anh chị lưu ý những anh chị nào mà mua được ở vùng 37 này thì anh chị rất là ok, cái độ an toàn nhất định. Ngược lại là cái yếu tố mà cổ phiếu tăng giá vượt đỉnh nó cũng tương đối cao và khối lượng của nó liên tục vào và khối lượng gia tăng như thế này cho thấy người ta chấp nhận hấp cung ở vùng này và đánh lên. Vì thế anh chị lưu ý hôm nay nó tăng 2,3% là tương đối mạnh đó. Tức là nó là một trong những cổ phiếu dẫn dắt vn index. Nó giống như coi những mã cổ phiếu banh khác mà chúng ta đã nói với nhau về dòng, nói với nhau rất nhiều về cổ phiếu banh và thép sẽ kéo, thì những mã nào kéo thì đây chính là những cái mã kéo. Anh chị lưu ý những cổ phiếu này hết điểm mua rồi. Thứ nhất là anh chị có một cái vùng khoảng giá 40 nên chốt lại ra 1/2, bởi vì ở đây nó sẽ gặp áp lực bán. Cái thứ hai là vượt 40 thì anh chị tính trước cái chuyện tiếp theo nhé. Anh chị lưu ý đó chính là CTG ha. Nhìn chung hết điểm mua, nhưng mà cổ phiếu này chúng ta phân tích chứ không có phải là mua bán. Mua cổ phiếu nào mua tí nữa em sẽ hướng dẫn cho anh chị nhau từ sau nhé. Tiếp theo là gì? Haravan. Sau một quá trình ép xuống thì cổ phiếu nó bắt đầu hồi phục trở lên và phiên tích cung với khối lượng thấp như thế này thì xác suất ngày mai nó chạy tương đối cao. Ngày mai con này xác suất nó chạy tương đối cao, nhìn chung là mua cũng được. Tức là quá trình này tích lũy này rủ xong rồi thì hồi phục trở lại thì anh chị có thể mua nó một phần được. Vì thế anh chị lưu ý những con này tết cung nè, đóng cửa giá cao nó phiên tăng 2,6% với khối lượng tương đối nhỏ như thế này cho thấy lượng cung nó không còn nhiều. Thì quá trình nó bứt thoát khỏi giá 26 thì nó khả năng sẽ chạy được một cái nhịp đâu đó lên khoảng giá 28-30. Vì thế anh chị lưu ý là khi cổ phiếu tích lũy gãy xuống với khối lượng không cao thì quá trình mà hồi phục trở lại đây là cái cổ phiếu này là có tổ chức người ta vào mua đấy. Vì thế anh chị lưu ý là những cái lúc mà nó bứt qua giá 26 với khối lượng lớn nó có thể tham gia được. Nó không nằm trong 7 cái cổ phiếu mà em hướng dẫn anh chị mua, nhưng mà những cổ mà cái mã này thì nếu anh chị thích dòng ngân hàng mà chưa có cổ phiếu thì có thể chọn nó nhé. Tiếp theo là gì? MBB. Quá tuyệt vời cho một cổ phiếu khi nó bứt phá kèm khối lượng lớn thì những phiên test lại này là những cái phiên mua tuyệt vời của MBB. Thì chúc mừng tất cả những anh chị nhà đầu tư nào đã mua được MBB ở giá 27. Thực ra cái điểm mua chuẩn nhất của nó là ở giá 27 thôi, nó không phải là những điểm mua này, nó chỉ điểm mua khi nó test lại thôi. Thứ nhất á, là khi nó bứt phá lên chúng ta chưa biết được nó hấp thụ lượng cung này như thế nào, khối lượng nó nhiều hay ít. Thứ hai là khi các quá trình test lại của nó mà khối lượng thấp thì những cái điểm mà test lại đỉnh như thế này nè là cái hỗ trợ rất mạnh, thì đây chính là những cái điểm mua chuẩn của MBB. Thì nếu anh chị nào mua giá 27 thì cứ chờ giá 30-33 mà tính. Nói chung lên đỉnh rồi thì anh chị cứ chọn cái vùng nào anh chị phù hợp thôi. Còn những cổ phiếu nó đã vượt đỉnh rồi và là những cổ phiếu kéo vào niên đất hôm nay nó tăng 2,5% như CTG thì nó đã quá rõ ràng đúng không? Quan trọng là giá 27 chúng ta nói chuyện với nhau chúng ta dám mua không? Chứ còn mà bây giờ nó đã lên tới giá 28 mấy thì sao các anh chị mua được? Anh chị lưu ý nha, khi nó đã tăng rồi là mình phải bỏ. Và những cổ phiếu này chúng ta chỉ phân tích cho anh chị nhà đầu tư nào nắm giữ thôi. Còn bây giờ nó rõ ràng quá rồi mà sao chúng ta đi mua được? Chúng ta chỉ nói khi nó mập mờ và chả ai dám mua. Còn bây giờ nó rõ mặt mùng một ra như thế này kêu anh chị mua nó rất là khó cho những cái người mà đi phân tích và tư vấn như em. Nên anh chị lưu ý là MBB chỉ là những cổ phiếu giúp anh chị nắm giữ thôi, đánh gia tăng. Chứ còn mà mua mới thì nó khó. Anh chị lưu ý mua mới nó là tương đối rủi ro nhá. Tiếp theo là gì? STB. Một trong những cổ phiếu em có báo với anh chị nhà đầu tư là khi nó vượt với giá 19 với khối lượng khoảng 40 triệu là anh chị có thể tham gia, thì những cổ phiếu này anh chị chú ý là anh chị có thể mua được. Bắt đầu anh chị thấy dòng tiền nó vào rất mạnh, thì trong quá trình tích lũy này test xuống đáy thì con này nó hồi phục thì thông thường ngày mai nó sẽ bứt phá lên. Vì thế anh chị lưu ý là dòng tiền nó bắt đầu vào rồi, tức là tổ chức người ta bắt đầu muốn chơi rồi. Người ta bỏ khoảng 35 triệu cổ phiếu với giá 19 ở đây nó tương đương khoảng gần 600-700 tỷ thì anh chị có thể tham gia nó với cái mức độ rủi ro tương đối thấp. Tuy nhiên cái target con này nó không dài đâu, nó khoảng giá 20-21 thôi. Nó cần phải vượt đỉnh ở đây với khối lượng lớn thì nó mới đi vào một chu kỳ mới. Vì thế anh chị lưu ý là những mã này chỉ có thể đánh T+3 nên anh chị yêu thích STB. Hôm nay nó tăng 4,1% là một trong những cổ phiếu rất mạnh. Chỉ cần anh chị lưu ý video của Nam, anh chị cũng có thể nói Nam nói rất kỹ những mã này vượt giá 19 với khối lượng khoảng 40 triệu cổ phiếu cái vùng hôm qua Nam vẽ này. Cái vùng nãy Nam vẽ này, cái mũi tên đây nè, nó vượt qua đây nè thì anh chị lưu ý là đã có thể mua được với STB. Với độ rủi ro của nó thấp lắm, bởi vì đây chính là những cái nền hỗ trợ rất tốt của nó và người ta đã hấp được hết lượng cung ở đây rồi. Chỉ là nó có một cái target hơi ngắn thôi, nhưng mà nó có thể đánh cho anh chị T+3 được. Anh chị lưu ý nếu anh chị thích STB nhé. Tiếp theo là gì? Techcombank. Anh chị thấy nó kéo xuống nè, test cung lên thì hôm nay nó tăng 2,4% như những mã khác là tương đối tốt nha. Những mã này các yếu tố vượt đỉnh của nó sẽ không đi kèm với khối lượng lớn. Lý do là
tổ chức không bán ra, big boy không bán ra thì làm gì có nhiều hàng để mà giao dịch với khối lượng lớn. Thì thông thường những cổ phiếu này nó sẽ bất định với khối lượng nhỏ, bởi vì là tổ chức thông thường nó sẽ giam và nó sẽ giao dịch với khối lượng rất bé. Chỉ là nhà đầu tư nào mà chúng ta muốn có hàng thì mua thôi, chứ tổ chức thông thường giai đoạn này người ta sẽ ít đẩy, người ta chỉ làm mồi thôi. Còn giai đoạn phía sau này là anh chị mua lên khối lượng nhỏ, làm gì có ai dám xả mấy chục triệu cổ phiếu này ra, trong khi nó có một cái game rất dài chẳng hạn. Và những cổ phiếu nào nó vượt đỉnh thì anh chị cứ yên tâm nắm giữ. Những cổ phiếu này em có nói với anh chị nhà đầu tư là khi nó bứt phá lên nè, test là cái vùng đỉnh trước là những cái điểm mà anh chị mua chuẩn. À, nếu anh chị nào mua ở giá 38x thì bây giờ có thể target giá 42-44. Nhưng cổ phiếu này bây giờ nó rõ ràng nó là tăng 2% rồi, nó không đạt để cho anh chị nhà đầu tư chúng ta mua mới đâu. Chúng ta phải chọn những mã cổ phiếu ở nền, nhưng mà cổ phiếu có độ tích lũy tốt thì anh chị mua, còn những cổ phiếu bứt phá rồi anh chị phải bỏ. Anh chị lưu ý đó là do chúng ta không chấp nhận cái sự rủi ro và chúng ta không dũng cảm. Thì khi chúng ta không dũng cảm thì chúng ta chỉ ăn vào cái phần sau thôi. Cái phần mà ở đó nó chát nhất và nó khó, tức là nó nuốt thì cũng được, nhưng mà nuốt mà có kỹ thuật, nuốt không có kỹ thuật là anh chị sẽ mắc xương. Vì thế anh chị lưu ý trong giai đoạn sau này là cái độ rủi ro của anh chị nó cao, bởi vì mọi thứ nó xác nhận và mọi thứ nó rõ ràng rồi mà. Anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì? Vietcombank. Hôm nay con này có yếu tố tết cung rồi nè. Thì thông thường ngày mai đánh. Vietcombank là một trong 7 mã cổ phiếu em hướng dẫn anh chị nhà đầu tư có thể mua được. Bởi vì đây là một cái mẫu hình va đầu va ngược của nó, và các yếu tố mà tích lũy đáy và cái yếu tố tết cung ở đây và khối lượng thấp thì thông thường cái điểm mua của nó là bứt phá lên với khối lượng lớn, là anh chị có thể mua cái vùng giá mua dưới giá 100 được. Anh chị lưu ý nha, những mã này có thể mua được T+3, còn giai đoạn có ăn hay không thì em không biết, nhưng chi ít nó chưa tăng. Bởi vì những mã ưu tú nhất thì mình đã khuyến nghị rồi và nó đã tăng rồi. Bởi vì bây giờ anh chị nào chưa có hàng á thì anh chị buộc phải ăn những cái con khác, dư địa nó sẽ không bằng, nhưng chi ít là nó có một cái điểm an toàn, là nó ở đây nó có một cái vùng hỗ trợ tương đối tốt. Ngoài ra thì cái yếu tố kết cung ở đây thì thông thường ngày mai nó sẽ chạy thì anh chị có thể tham gia được. Còn tăng điểm hay không thì em không rõ, nhưng chí nó an toàn cho mọi người. Còn những mã mà nó đã tăng rồi thì đó là những mã ngon nhất em đã khuyến nghị ở những video trước rồi, giờ làm sao khuyến nghị cho anh chị tiếp được. Bây giờ hàng ngon đâu mà nhiều thế, nhưng mà chí ít là những mã này nó những mã kia anh chị không mua thì có thể mua mã này, nó tương đối an toàn ở những cái vùng như thế này. Tiếp theo là gì? VPBank. Hôm nay con này có một phiên tích cung với khối lượng thấp. Thông thường là những cổ phiếu nó lấp cái gap này mà nó úp lên đây với phiên tích cung khối lượng thấp như thế này, thông thường ngày mai nó sẽ kéo bứt phá. Thì anh chị có thể mua cái con này, chỉ là nó vẫn có một cái nền tích lũy, sau đó rũ gãy rồi bắt đầu hồi phục trở lại thì cái độ rủi ro của nó không cao, bởi vì nó đã hấp được những nhà đầu tư cần bán ở những phiên này rồi. Thì nếu anh chị muốn mua thì có thể là chấp nhận rủi ro với VPBank khoảng 50% mua ở đây, với target khoảng 10%. Cái ngày mai là anh chị có thể mua được VPBank, bởi vì hôm nay nó tích cung với khối lượng thấp như thế này cho thấy là tổ chức người ta còn có một nhịp đánh lên nữa. Hôm nay tăng 2% với khối lượng rất bé như thế này thì cực kỳ ok. Nó là một trong 7 mã cổ phiếu mà em hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư chúng ta tham gia. Một trong 7 mã cổ phiếu. Vì thế anh chị lưu ý là bây giờ những mã thơm nhất thì em hướng dẫn ở những video trước rồi. Những anh chị nào vào sau, anh chị chưa có hàng, anh chị lo lắng thì bây giờ anh chị muốn mua thì hãy chọn những mã cổ phiếu này thôi. Đương nhiên là độ an toàn của nó không cao rồi, những mã, bởi vì những cái video trước người ta đã mua hết rồi, thì bây giờ anh chị mua anh chị phải chấp nhận T+ nè, anh chị chấp nhận giá cao nè, anh chị chấp nhận rất nhiều thứ. Và đó chính là cái việc mà anh chị cho cái vấn đề là chúng ta không dũng cảm. Còn lãi của những người mà tham gia và có lãi như bây giờ, đó là sự dũng cảm của anh chị nhà đầu tư tham gia trước. Anh chị mà mạo hiểm trong an toàn chẳng hạn, đó là cái công sức mà người ta đã chấp nhận và bỏ ra. Còn khi nó rõ ràng như thế này rồi thì anh chị chỉ ăn vào phần xương thôi. Nên anh chị lưu ý là trên thị trường tài chính không có gì là chắc chắn nha, nó chỉ mang yếu tố xác suất, và làm sao chúng ta mạo hiểm trong an toàn, chúng ta hạn chế rủi ro nhất thì chúng ta mới thành công nhé. Tiếp theo là gì? Liên Việt. Cổ phiếu này hôm qua có nói với anh chị nhà đầu tư đúng không? Anh chị thấy khối lượng 36 triệu cổ phiếu ở đây, giá 15, anh chị tương đương là nộp khoảng mấy trăm tỷ người ta bỏ vào mua giá trần mà đóng kịch trần như thế này. Thì đây là một trong những mà cổ phiếu đã nói rất kỹ với anh chị nhà đầu tư. Có bây giờ anh chị hỏi Nam là tại sao những mã cổ phiếu như thế này giai đoạn này không cho mua mà xuống dưới đây mới mua không? Đó là do cái cách mình nhìn kỹ thuật của dòng tiền. Thì hôm nay dòng tiền nó vào đánh vượt đỉnh tốt như thế này thì target của nó khoảng 18-20 nha. Nó có một target khoảng 25%. Thì anh chị lưu ý là những mã này thì nó đã tăng rồi thì em Nam sẽ không khuyến nghị nữa anh chị nhé. Em Nam sẽ không khuyến nghị những mã cổ phiếu như thế này nữa. Nó tăng rồi sao cho mọi người vô được? Bởi vì sao? Bởi vì là room em đang mua và bên em đã mua rồi. Ví dụ như Liên Việt nè, anh chị thấy tụi em lấy không? Lấy giá 14.65 nè. Ấy, ở dưới đây em mua 14.65 này, mình mua 300.000. Nói chung là cái cách mà Nam tư vấn là điểm nào ra điểm đó, mua giá nào là mua. Chứ mình không có ở trong trạng thái là đặt vùng cho anh chị tham gia, bởi vì vùng là vùng nào? Biết là cái giá nào là vùng. Phải không? Giá 27 lên giá 28 là mua giá nào? Anh chị lưu ý là vì thế là những cái mã nào Nam khuyến nghị là Nam luôn chụp qua như vậy. Và mình mua là mình mua thôi, viết điểm rõ ràng và mình quyết định trên cái vấn đề mình mua. Mình mạo hiểm trong an toàn, mình trong cái cách mà mình nhận định và tư vấn thì mình luôn luôn rõ ràng như thế. Thì những anh chị nhà đầu tư là khách hàng của Nam thì anh chị luôn luôn thấy được những vấn đề như thế này. Và mình nói mua là mình mua, mà mình nói bán là mình bán. Mình dứt điểm chứ mình không có mơ hồ, tại vì anh chị
biết là trong trạng thái mà của anh chị nhà đầu tư, mà khi mà anh chị nói bán vùng này vùng kia là anh chị sẽ rất là khó, cứ điểm đó anh chị tham gia chính xác từng điểm một, vào là vào, ra ra. Vì thế anh chị lưu ý khi mà một số những cổ phiếu ra đã bứt phá và cho được cái lợi nhuận, đó là cái gì, đó là sự quyết đoán của chúng ta đem lại, và tiền của chúng ta đến từ những thời điểm đó, chứ không phải lúc nó rõ ràng như bây giờ ai chả biết nó tăng 7% và đóng cửa ở mức giá 15.7, nhưng mà đúng không, ai cũng thấy thì những bài đó đã quá rõ ràng rồi. Ví dụ như những anh chị nào xem video của Nam ngày hôm qua đi, Nam cũng nói rất kỹ và liên việc là có thể mua được và canh mua, đó là những cái cách mà chúng ta tham gia ở thời điểm hiện tại. Vì thế anh chị lưu ý là cái cách mà chúng ta tham gia luôn luôn phải như vậy, làm sao chúng ta có thể rõ ràng nhất và anh chị nhà đầu tư có thể hiểu được cái cách tư vấn nhất, thì lúc đó chúng ta mới dễ kiếm tiền trên thị trường ha. Tiếp theo là dự SHB, cổ phiếu này bắt đầu ok rồi nha, nhìn chung là cái dư địa dài hạn của nó không có, nhưng cổ phiếu này nó có một cái dư địa ngắn hạn ở mức giá là bứt phá lên giá 17, tức là quá trình hồi phục nè, đi ngang và tích lũy của nó ở đây, cái biên này em đánh giá là đạt rồi. Thứ nhất là vì sao? Bởi vì nó đã có cái phiên tích cung đúc chân ở đây với khối lượng lớn, cho thấy những nhà đầu tư nào cần bán là bán ra. Hôm nay nó có tiếp tục một phiên tăng điểm, đóng cửa cao nhất phiên tăng 2% với khối lượng của nó cũng không nhỏ. Bởi vì sao? Cổ phiếu này nó sẽ ít, rất là khó nhỏ, bởi vì là cái lượng cung của nó nhiều quá, nên khi mà tổ chức người ta muốn đánh, người ta sẽ hấp cung với khối lượng lớn. Vì thế anh chị lưu ý là mình đọc vị dòng tiền thì mình phải có một số các yếu tố kỹ thuật về mặt cảm nhận nữa, chứ không phải là mình cứ nhất nhất theo một cái phương án nào đó. Vì thế anh chị lưu ý là nếu anh chị nào yêu thích SHB, anh chị có hàng sẵn có thể mua gia tăng bây giờ được. Thứ nhất là nó chưa tăng giá nè, nó vẫn ở trong một cái biên sideways của nó. Thứ hai là thông thường những cổ phiếu này trong ngắn hạn nó sẽ có một phiên bứt tốc lên cái giá khoảng 17.3, tức là trong phạm vi khoảng 7 đến 10%, anh chị có thể tìm kiếm lợi nhuận con này trong T+3. Vì thế SHB anh chị có thể mua trong T+3 được, không mua dài được nha, bởi vì dư địa của nó có những cái cản rất lớn, nhưng mà T+3 của nó có thể đem lại cho anh chị 7 đến 10%. Anh chị lưu ý là SHB có thể mua được, dòng tiền của nó đang vào nè, vào nhịp số 1 nè, vào nhịp số 2 rồi, thì thông thường những cổ phiếu này trong 2-3 ngày tới nó sẽ đánh. Vì thế anh chị lưu ý khi mà anh chị thấy những cái lệnh mà khoảng 500 ngàn hay 1 triệu cổ phiếu đối với SHB thì có thể mua được trong cái ngắn hạn khoảng T+3 về bán lại lỗ dừng bán. Anh chị lưu ý là nếu muốn thích SHB thì đánh, còn không thì đánh mã khác. Nhưng mà cổ phiếu này chúng ta chỉ đánh T+3 thôi, không đánh hơn. Lưu ý nha, những mã này chỉ đánh T+3 thôi. Ngoài ra yếu tố hấp cung của nó ở giá 11.16.1, 16.2 là tương đối tốt. Khối lượng của nó liên tục có dòng tiền vào, tích cung phiên hôm qua hôm nay là kéo lên tiếp, thì thông thường nó sẽ kích được dòng tiền khi nó bứt phá qua được giá khoảng 16.5 đến 17. Trong quá trình đó thì nó sẽ kích được một cái nhịp đó T+3 lên giá 17 năm. Đó là một cái nhịp T+3. Nếu anh chị nào tới bây giờ chưa bán ra SHB thì có thể mua gia tăng. Còn nếu mà anh chị đã bán ra cơ cấu thì cũng không có gì phải quá lo lắng đâu, mình vào con khác cũng mạnh mà. Những mã này nó có cạn lớn, nhưng mà tới giai đoạn này nó tích lũy đủ rồi thì khả năng nó sẽ tăng, nhưng mà nó tăng ngắn lắm, không tăng dài. Vì thế anh chị lưu ý là SHB có thể mua trong T+3. Còn nói chung là T+3 về lại lỗ gì cũng bán. Đồ rủi ro nó thấp bởi vì cái nền nó tích lũy lâu rồi, nó tích lũy mấy tuần rồi, tương đối ok ha. À, tiếp theo là gì? Tiên Phong Băng. Test cung vô nhỏ hôm nay lên tiếp tục hấp thụ lượng cung với 3,6 triệu cổ phiếu. Thông thường nếu cổ phiếu này ngày mai bứt phá với khối lượng 5 triệu có thể đánh. Con này sẽ có một cái phiên bứt phá khoảng 5 triệu cổ phiếu là anh chị có thể mua gia tăng. Nhưng cổ phiếu nào gom, anh chị đầu gom dưới giá 28, và khi anh chị thấy nó bứt phá qua 5 triệu cổ phiếu bất kể giá nào có thể mua gia tăng được. Bởi vì lúc đó là cái phiên mà nó xác nhận dòng tiền. Vì thế anh chị lưu ý là những mã này là những mã tiếp nối đẹp. Nó mở gap ở đây và duy trì được ở giá 28, là những cổ phiếu này nó hấp cung ở giá 28 tương đối tốt á. Tức là tổ chức người ta không cho quay về lại giá 27.x mà người ta chấp nhận hấp cung ở giá 28 là những cổ phiếu cực kỳ ok. Khối lượng nó tương đối lớn thì xác suất nó đánh trong nay mai cực kỳ cao, nên anh chị lưu ý là Tiên Phong Băng là một trong những mã cổ phiếu anh chị có thể mua được trong T+3. Chỉ là nó chưa tăng mà. Thứ hai, ở đây là một mẫu hình vai đầu ngược rất tốt của cổ phiếu. Quá trình bứt phá của nó sẽ đi kèm một cái phiên giao dịch khoảng 5-7 triệu cổ phiếu với giai đoạn bứt phá, thì đó là những cái phiên anh chị nên mua, là những cái phiên cực kỳ tuyệt vời cho mẫu hình mà cổ phiếu nó xác nhận. Vì thế anh chị lưu ý Tiên Phong Băng là một trong những cổ phiếu anh chị có thể tham gia được ha. Nhìn chung thì anh chị thấy là dòng ngân hàng thì hôm nay nó bứt phá và dẫn dắt tương đối tốt đúng không? Những cái này chúng ta đã nói với nhau về video trước, thì qua những cái phân tích em phân tích thì anh chị có thể lưu ý một số cổ phiếu trên thị trường chúng ta có thể mua được, SHB có thể mua được, nhưng Liên Việt thì không thể mua được nha. HD Bank có thể mua được, nhưng mà CTG thì hết tiền mua. Ví dụ như thế, hoặc là Techcombank không thể mua được, nhưng VPBank là có thể mua được. Vì thế anh chị lưu ý là có những mã chúng ta mua được, có những mã chúng ta không mua được. Tuy nhiên dòng banh thì dòng tiền nó vào nó cũng chỉ tập trung vào một số mã cổ phiếu thôi. Những mã này thì giá nó tăng nhưng mà khối lượng nó nhỏ, đây là phiên test của nó, vì thế là nó có một cái dư địa đâu đó khoảng lên được 10%. Nhưng mà trong ngắn hạn thì anh chị phải chấp nhận cái rủi ro 50% mà chỉ đánh tới cộng thôi. Vietcombank là một trong những mã cổ phiếu anh chị có thể tham gia. Anh chị lưu ý nha, Vietcombank là một trong những mã cổ phiếu anh chị có thể tham gia. Đương nhiên là cái độ sinh ra lợi nhuận thì mình không có rõ. Mình không có rõ nhưng có thể tham gia bởi vì nó tương đối an toàn hơn về cái chỗ cái điểm mua của những mã cổ phiếu khác. Anh chị lưu ý về những mã cổ phiếu đó ha. Tiếp theo anh chị nhìn vào một số cái dòng trụ xem thì nó có sự đồng thuận như thế nào.
Hôm trước mình đã có một cái video nói với anh chị nhờ, tức là đa số các dòng nó đã có một cái sự đồng thuận nhất định rồi. Vì thế anh chị lưu ý là khi mà thị trường xuất hiện yếu tố bùng nổ theo đà thì yếu tố này nó cũng chỉ mang yếu tố là tốt thôi, bởi vì là tổ chức người ta phải đánh như thế, người ta phải có phiên bùng nổ theo đà kéo những cái dòng tiền thị trường vào, và hôm nay thị trường của chúng ta có cái mức độ giao dịch khoảng 20.000 tỷ, chứng tỏ là dòng tiền của chúng ta đã quay trở lại giao dịch và bắt đầu người ta kỳ vọng một mức giá khoảng 1.200 điểm là sẽ vượt qua. Vì thế anh chị lưu ý là vấn đề là trước khi vượt 1.200 điểm thì hành động của anh chị nhà đầu tư cash picking là cái gì, thì anh chị lưu ý vào những cái mà nãy giờ Nam tư vấn cho anh chị nhà đầu tư nhé. Tiếp theo là anh chị chú ý giúp Nam về cái dòng trụ, chúng ta có gì có BVH đúng không, BVH nè, điều chỉnh xong là bứt phá lên, dòng tiền bắt đầu vào thì bắt đầu nó sẽ tạo ra một cái mẫu hình nào đó ở đây. Nói chung là hôm nay con này tăng giá mà khối lượng nó không có vào, nó cũng chưa nói lên cái vấn đề đi xa đâu, nhưng mà nó tăng cũng được đấy. Đó là cái biến độ giá của nó khoảng 4,6%, tăng cũng nhiều, khối lượng nó cũng tương đối, tức là nó cũng có dòng tiền mà đánh lên, nhưng mà để mà nó đánh xa hơn thì nó chưa thấy. Vì thế anh chị lưu ý là chúng ta phải chờ cổ phiếu nó tạo được cái mẫu hình nào đó đánh. Nói chung là mã này quan sát thì nó phải tích lũy lại đây thêm một thời gian chúng ta mới tham gia ha. Tiếp theo là gì, FPT ấy, cổ phiếu là tích cung này thì hôm nay nó tăng là bình thường. Hôm qua là nói với anh chị nhà đầu tư rồi, những cổ phiếu này nó sẽ có cái dư địa đâu đó khoảng giá 100, thì anh chị lưu ý là canh mà giá 100 thì mới tính. Bởi vì sao? Bởi vì là các yếu tố bức đỉnh nè, test lại cái phần mà hấp thụ hết được cái lượng cung của nhà đầu tư cần bán ra ở đây rồi, thêm vào đó là các yếu tố tích lũy thêm một vài phiên tích cung ở đây nữa thì cổ phiếu nó xác suất chạy tương đối cao. Thì những cái này mình đã nói video hôm qua, vì thế nó hết điểm mua, nó chỉ phù hợp cho anh chị nhà đầu tư có thể tham gia vào dòng bán lẻ đối với FPT như thế này ở mức giá dưới thôi, còn khi nó tăng lên trên này thì họ không mua được, vượt qua điểm mua là không lấy, mình lưu ý nhé. Tiếp theo là gì ạ? À? MWG bứt phá nè, gặp nhà đầu tư chán nản bán ra thì nó có yếu tố test lại, thì thông thường cổ phiếu này nó sẽ chờ thêm một hai phiên trước khi nó bứt phá. Nhìn chung là những cổ phiếu này nó tích lũy càng lâu thì nó đi càng xa thôi, nó có một target 145, 150, nhưng mà cái điểm này chúng ta chưa nên mua bởi vì nó cũng chưa có điều chỉnh xong nhé. Tiếp theo là gì, BNG ấy, khi mà một số cổ phiếu bứt phá lên tăng điểm nhưng mà nó không đi kèm khối lượng, vì thế là những cổ phiếu này mình sẽ không ưu tiên mình đánh bởi vì nó không đi kèm khối lượng, bởi vì tổ chức nó đâu có vào đâu, người ta đâu có để thể hiện được một cái dòng tiền nào rõ ràng ở đây, ngược lại người ta còn bán lớn ở đây này. Thì đây là chỉ là những cái việc về hội cái việc mà nó về hỗ trợ thì nó hồi phục trở lại thôi, chứ nó chưa có cái vấn đề gì để chúng ta mua đâu. Nhìn chung là những mã này nó không hút tiền, không hút tiền, tổ chức có thể người ta đang quên lãng cái mã này chẳng hạn, người ta chưa thể hiện được cái volume nào cực lớn người ta vào đây cả, và mình không tham gia vào những mã như thế này nhé. Tiếp theo là gì, Masan bắt đầu test cung với khối lượng thấp trở lại rồi nè, sau một quá trình rũ bỏ nè, cổ phiếu bắt đầu về lại hỗ trợ đã bước hồi phục trở lại thôi. Thì những cổ phiếu này chúng ta cần phải chờ quan sát ở nó ở giá 98 thì thông thường cổ phiếu nó bắt đầu nó sẽ hồi phục trở lại. Đây là một trong những cổ phiếu có thể tạo được các mẫu hình VCB nha. Thì cái quan trọng nhất của cái mẫu hình này chính là cái vấn đề mà cổ phiếu này nó sẽ ở trạng thái gì, biên độ hẹp lại của nó, và nó sẽ bứt phá qua cái giá 96 với khối lượng lớn thì anh chị mới có thể đánh được. Một số cái cổ mẫu hình VCB như thế này thì nó sẽ mang yếu tố tương đối tin cậy, và cái điểm xác nhận của nó và cái điểm mua chính là cái vùng mà bứt phá qua cái giá 96 với khối lượng lớn. Nếu nó không có phiên bứt phá là 4 triệu cổ phiếu với khối lượng lớn thì anh chị mua nó sẽ tích lũy liên tục, và cái dư địa của nó không có. Giống như con này nè, Long Điền này, ngày xưa nó chính là cái mẫu hình VCB, mà cái mẫu hình này là cái mẫu hình biến độ thắt chặt. Chỉ cần anh chị hiểu những vấn đề đó thì những anh chị sẽ rất dễ mua. Ví dụ như đây nè, đây nè, đây nè, đây là một trong những cổ phiếu mang mẫu hình VCB nha. Ấy. Thì các anh chị lưu ý là đây là những cái yếu tố biến độ hẹp lại của nó, đúng không? Biến độ lớn nè, hẹp lại, và những cổ phiếu này là những cái phiên xác nhận, và đây chính là những cái phiên mua, và đây quá trình đi lên phía sau của nó mới đem ra lại lợi nhuận. Vì thế là cái con MSN này nó cũng đang tạo được cái mẫu hình đó, nhưng mà cái điểm xác nhận của nó phải là cái điểm mà vượt qua giá 98 này nè, với khối lượng 96, 98 với khối lượng 4-5 triệu. Tức là nó xác nhận là dòng tiền vào đánh thì chúng ta mới mua, còn nếu nó không xác nhận thì anh chị tham gia nó tương đối rủi ro, anh chị lưu ý ha. Tiếp theo là gì, Vinhome ấy, cổ phiếu này là chúng ta cũng chưa nên tham gia trở lại. Nói chung anh chị nào có thì nắm giữ, bởi vì đây là cái mẫu hình mà nó cốc có tay mà nước phá lên test là cái vùng tay cầm phía trước, đó là cái yếu tố bình thường, nó phải test lại như con MBB, nó phải test lại cái vùng này là nó ép những nhà đầu tư đeo bám ra, thì đây là những cái phiên hồi phục bình thường của nó thôi. Có thể là nó sẽ quăng lên trên này nè, nó quăng lên trên đỉnh cũ nè, bứt phá qua khối lượng lớn thì có thể tham gia được. Vì thế anh chị lưu ý là những mã như thế này đây là những phiên hồi phục của nó, thì anh chị nó có cái nắm giữ chờ nó xác nhận là mua giá cao cũng được, quan trọng nhất là sự xác nhận. Vì thế những cổ phiếu này chúng ta cứ chờ thôi, chưa nên chơi, chỉ có những anh chị nào đang nắm thì cứ nắm giữ thôi, chứ có vấn đề gì, cổ phiếu nắm giữ là bình thường đâu nhất thiết, đúng không? Cổ phiếu này anh chị đang nắm đa phần là đều hòa hoặc lãi, chứ làm gì có anh chị nào lỗ. Thì anh chị lưu ý nhé.
Tiếp theo là gì? VIX. Hôm nay VIX có một phiên đóng cửa tương đối xấu, đây là cái chỉ số của chúng ta mà nay cần phải chờ lâu bởi vì người ta dùng để điều tiết và đi là chính. Tiếp theo là gì? VRE. Sau những cái phiên điều chỉnh mà volume thấp thì hôm nay con này hồi phục chỉ là volume thấp thôi. Nhìn chung cái giai đoạn này nó sẽ đi ngang khoảng giá 34, 35 nè. Và 33, trong hai giá nó cứ đi ngang như thế đó. Em nghĩ nó cũng chưa có yếu tố gì để tăng giá cả. Hôm nay chẳng qua nó hồi phục theo thị trường chung thôi chứ còn bản chất nó đâu có tăng. Bởi vì nó giảm mấy phiên, tăng lại phiên là đâu có gì mà chúng ta có lãi. Chẳng qua anh chị đã bắt đáy được phiên hôm qua ở đây thì hôm nay lãi nhưng chưa chắc anh chị lãi. Chưa chắc anh chị tham gia được. Vì thế anh chị lưu ý là những mảng như thế này thì nó chỉ hồi được một phiên, hai ba phiên sau nó tèo lại thì nó cũng như nhau. Vì thế là những cổ phiếu nào mình không đánh bởi vì dư địa nó không có nhiều. Tiếp theo là gì? VRE, Vinamilk. Các quá trình mà cổ phiếu tạo đáy bắt đầu mang yếu tố tạo gáp vào đây cho thấy là cái tổ chức người ta mua lại đây tương đối nhiều và có khả năng là đáy của Vinamilk nằm ở giá 104. Vì thế anh chị lưu ý khi mà cổ phiếu tạo đáy ở đây và có cái yếu tố là hồi phục trở lại mang yếu tố mở gáp nè thì bắt đầu nó giao dịch với khối lượng thấp dần trở lại cho thấy là tổ chức người ta cũng đã dừng bán rồi. Tức là người ta không bán nhiều như những phiên trước mà ngược lại người ta sẽ ở trong trạng thái bắt đầu hết hàng rồi thì bắt đầu tổ chức người ta xác suất đánh lên tương đối cao. Vì thế là đối với Vinamilk thì có thể bắt đáy được chứ những mã cổ phiếu nào khác chúng ta không bắt đáy. Bởi vì con này có xác suất dư địa của nó có thể lên đâu đó khoảng 15-20% thì được. Vì thế anh chị lưu ý là khi tổ chức người ta bán ra như bây giờ thì đã có người mua lại thì các yếu tố bứt phá phía sau của nó cũng mang yếu tố tương đối cao. Vì thế anh chị lưu ý Vinamilk là cổ phiếu chúng ta có thể mua bắt đáy thôi. Bên Nam thì mua gia tăng con này ở mức giá 104. Hôm trước mình mua 108, nói chung là đánh con này nhiều vòng thì bắt đầu là mình bán ra một lượng hàng và chờ nó về giá 104 mua lại. Thì hôm trước Trung Nam mua giá 104 thì anh chị lưu ý những con này bứt phá lên giai đoạn phía sau là cái lúc mà chúng ta có thể tham gia lượng lớn được. Chả vấn đề gì ha, anh chị lưu ý nhé. Một số cổ phiếu khác chúng ta tham khảo như VGC hôm nay tăng điểm tương đối tốt, đóng góp cho VN tương đối tốt ha. Novaland bắt đầu có sự hồi phục thì những mã cổ phiếu này là chúng ta mua và kỳ vọng về game chứ còn mà mua theo cung cầu thì nó hơi khó nhé. Tiếp theo là gì? SAB hôm nay có phiên tích cung thì thông thường có khả năng nó cũng sẽ giúp để kéo VN vượt qua 1200, tạo cái chỉ số tương đối ảo một chút. Vì thế anh chị lưu ý đối với các dạng dòng trụ thì nó cũng hết cái điểm mua đa phần. Nó hết thì mua đa phần và dòng trụ đa phần chúng ta chưa mua được cái cổ phiếu nào cả. Khác xa với dòng ngân hàng thì dòng trụ chưa đồng thuận để đạt cái điểm mua. Tức là cái điểm mua đó chỉ là điểm hồi phục thôi chứ không phải điểm mua ha. Tiếp theo anh chị lưu ý giúp Nam về dòng chứng khoán. Nếu mà VN tăng thì chắc chắn dòng chứng khoán nó sẽ tăng bất kể nó bị bán như thế nào. SSI khi mà cổ phiếu nào bứt phá với khối lượng lớn cho thấy giai đoạn này là cái giai đoạn gom của tổ chức. Nhìn chung nó có phiên tích cung như phiên ngày hôm qua, bởi vì thì phiên hôm nay nó bứt phá thì hôm qua mình phân tích rồi. Thì khi nó bứt phá qua kháng cự thì phiên hôm nay là điểm mua. Nhìn chung là nếu anh chị mà mua dòng chứng khoán thì hôm qua Nam có giới thiệu anh chị con HCM đúng không, là có thể mua được đúng không ạ? Hôm qua mình có hướng dẫn anh chị đầu tư rồi. Nhưng mà hôm nay con này nó tăng nhanh quá. Bởi vì hôm qua nó có một phiên tích cung siêu đẹp. Thì hôm nay là một cái phiên hôm nay là cái phiên nó tăng giá thì là bên Nam không mua được con HCM thì mình mua con SSI. Giá dưới 34 mình mua. Rum Nam mua ở giá 33.x là mình tham gia vào SSI. Nhìn chung là mình thấy dòng tiền chảy vào dòng chứng khoán rồi nên mình có thể mua. Nhá, tiếp theo là gì? VIX là cái con này nè. Nhìn chung con này anh chị có lãi thì anh chị chốt tùy thôi, bởi vì con này báo hiệu cho dòng chứng khoán sẽ tăng trở lại rồi. Nó là báo hiệu trước, vì thế anh chị lưu ý là đến thời điểm này thì mình canh lãi đâu mình chốt tùy mình chứ mình chả biết con này lên tới đâu nhá. Tiếp theo là gì? SHS có sự bùng nổ cùng với những mã cổ phiếu khác, dòng tiền vào đánh tương đối tốt. Mặc dù con này nó chưa bắt đầu nó lấp lại được cái uptrend phía trước nhưng mà giai đoạn bứt lên phía sau thì nó có target khoảng giá 32. Thì những anh chị nào đã đánh dòng chứng khoán mà mua được nó giá 26 thì cứ lên 32 mà bán. Nói chung dòng chứng khoán là một trong dòng những cái dòng mà chúng ta nếu đánh thì nên đánh con SHS. Bên Nam thì hôm nay là bắt buộc đánh SSI bởi vì là những con khác không mua được. Một số mã chứng khoán nhỏ nó cũng tương đối ok như con ABG này, hôm nay bắt đầu dòng tiền nó cũng vào. Nhìn chung những mã này bo cung nè, tạo nên mà rủ sâu á, rủ từ giá 12 về giá 8 thì mất nhiều tiền quá đúng không? Nhưng mà anh chị có thể tham khảo để chúng ta có góc nhìn về dòng chứng khoán thôi, chứ không phải là chúng ta mua thì những mã cổ phiếu này thì thông thường mà nếu nó hồi phục trở lại nó sẽ hồi phục rất mạnh. Bởi vì nó quá trình rơi xuống của nó rất là sâu và nó thủng cả hỗ trợ này thì gần như là nó sẽ rủ bỏ rất nhiều anh chị nhà đầu tư. Thì quá trình tăng giá lên phía sau thì nó cũng có thể tạo ra một cái biên lợi nhuận nào đó nhỏ. Nhìn chung là Nam và khách hàng không mua bởi vì con này khối lượng nó nhỏ, cũng là cái giá của nó penny, mình chỉ đánh những mã lớn như SSI thôi. Thực ra mình thích HCM hơn. Nhưng mà SSI thì dòng tiền nó vào cũng tốt. Ngược lại là các yếu tố bứt phá của nó từ nền đi lên sau cái phiên tích cung này nó cũng tương đối ok. Nên anh chị lưu ý là hướng dẫn cho anh chị mua SHCM nhưng mà bên Nam thì mua SSI. Nhìn chung dòng chứng khoán dòng tiền vào quá tốt đúng không? Người ta đang kỳ vọng cho một cái sự bứt phá của thị trường trong giai đoạn tới thì chúng ta cần phải nhớ là những cổ phiếu này nó hết điểm mua rồi. Nó bứt phá khỏi cái giai đoạn này là nó hết điểm mua. Vì thế anh chị lưu ý là dòng chứng khoán chạy cũng là một cái yếu tố báo hiệu tốt và dòng tiền nó vào tốt như thế này thì nó sẽ có một cái dư địa tương đối xa. Và Nam đã hướng dẫn cho anh chị mua con SHS này rồi đúng không?
mình sẽ không hướng dẫn vào những mã khác nữa nhé. Tiếp theo anh chị nhìn giúp Nam về một dòng là chúng ta có thể thấy đó chính là dòng thép đúng không? Hòa Phát này hôm nay là tăng điểm, tạo được một cái lợi nhuận rất lớn với nhà đầu tư. Bất đỉnh mà trong giai đoạn phía tới nó sẽ còn đi xa. Nói chung là dòng tiền mà banh thép kéo và đi là cái câu chuyện là mình nói với nhau rồi. Đây là mẫu hình va đầu va ngược nè, bứt phá nè, bắt đầu tăng điểm tiếp. Giai đoạn này nhà đầu tư nó cần bán là bán hết trong quá trình đi lên nè. Anh chị lưu ý ha. HSG nè. Sau những cái phiên này anh chị mới thấy là những cái video của Nam nói về các vấn đề là dòng banh, dòng thép là những cái dòng sẽ kéo về ni, nó là như vậy. Những cổ phiếu nó dẫn dắt trước là cái... anh chị lưu ý nè. Banh thép sẽ kéo về ni vượt 1.200 nè, anh chị lưu ý ha. Thì đây là những cái mà chúng ta đã nhận định từ trước và chúng ta đã có tham gia ở đây rồi. Room Nam tham gia vùng này nè. Chúng ta mạo hiểm trong an toàn thì bây giờ cái lợi nhuận đó là dành cho chúng ta. Room Nam đã mua con này ở dưới giá 26 thì giai đoạn phía sau ở giá 30 thì mình canh bán ra. Anh chị lưu ý đó là hoa sen nha. Một số cổ phiếu khác như là gì, Nam Kim nè, tăng hai cây trần đúng không? VGS nè, tương đối tốt đúng không ạ? TLH nè, nó đã báo hiệu hết cho dòng thép rồi. SMC nè, nó đã báo hiệu tương đối nhiều rồi. Vì thế anh chị lưu ý là khi mà dòng thép mà đã bứt phá những cái mà nó rõ ràng dẫn dắt rồi thì mình không có nói, mình chỉ nói cái nó mập mờ thôi. Nó có khả năng xảy ra thì mình tư vấn anh chị, còn bây giờ nó đã xảy ra rồi thì mình nói đâu có ý nghĩa. Nói chung là dòng thép dẫn dắt và đi tốt thì một số cổ phiếu khác, nếu anh chị không tham gia được dòng thép thì anh chị đã hết tiền mua thì anh chị không nên tham gia nữa, tham gia vào một số cổ phiếu khác nhé. Tiếp theo là anh chị nhìn về giúp Nam là dòng dầu khí. Chúng ta có gì, chúng ta có BVD nè. Đấy, những cổ phiếu mà bắt đầu Nam báo với anh chị nhà đầu tư là lưu ý ở những cái video ngày hôm qua là dòng dầu khí sẽ là những cái dòng mà bước vào một cái chu kỳ mới. Bởi vì quá trình đi lên tích lũy ở phía trên này nó lỏng lẻo nhưng mà nó không gãy và không hấp lại được cái phần gap ở đây, chứng tỏ là tổ chức người ta đang mua gom ở trên này tương đối nhiều và người ta sẽ đánh một cái nhịp mới. Vì thế mới giới thiệu cho anh chị nhà đầu tư hôm nay con này tăng 4.3%. Đúng không? Nhưng mà mình thì mình thích BVS hơn bởi vì room mình có mua BVS rồi. Mình mua ở giá 21.9 đúng không? Thì hôm nay con này bứt phá khối lượng lớn, bắt đầu nó sẽ ở trong trạng thái vượt đỉnh và khả năng target của nó là giá 30 nha. Cái target xa của nó một chút là khoảng giá 30. Dòng tiền nó vào tương đối mạnh thì giai đoạn bứt lên phía sau này là tổ chức người ta sẽ đánh nhanh và thốc lại cho nhà đầu tư không có mua được. Bởi vì giai đoạn này người ta đã rủ một lần rồi thì giai đoạn này người ta sẽ rất khó rủ. Anh chị lưu ý. Một mã cổ phiếu anh chị cực kỳ phải lưu ý thời điểm hiện tại chính là công BLX. Anh chị thấy khối lượng của nó kinh khủng không ạ? Khối ngoại đang mua ròng, tập trung chủ yếu vào BLX là một trong những mã cổ phiếu anh chị phải lưu ý. Khối lượng của nó hôm nay người ta mua gần 130 tỷ đúng không? Dòng anh chị nhìn khối lượng của nó cực đại không? Giao dịch mấy triệu cổ phiếu như thế này thì thông thường mà những dòng tiền như thế này người ta sẽ không dừng lại giá 5960. Cái target của nó phải ở đâu ra giá 80, nhưng cổ phiếu này nó hết điểm mua rồi. Anh chị lưu ý hết điểm mua. Nói chung Room Nam và khách hàng hôm nay có tham gia mã này. Nhưng mà những mã này là những mã hôm qua mình đã nói với anh chị nhà đầu tư, còn giai đoạn bứt phá của nó thì mình không nói. Đây là một trong những mã cổ phiếu cực kỳ tốt ở thời điểm hiện tại. Dòng tiền bứt phá qua đỉnh thì những cái khối lượng lớn này nè, tức là tổ chức người ta bán cổ phiếu quỹ ra, là công ty bán ra thì có một cái độ nào đó người ta gom lại, tức là cơ hội để người ta sở hữu lượng lớn cổ phiếu. Chứ người ta gom được những mã cổ phiếu này trên sàn nó rất là lâu và người ta chỉ đợi cái cục lớn nào đó bán ra, người ta ăn miếng bánh lớn. Thì những mã cổ phiếu này khi nó bứt phá lên vượt giá 60 thì giá của nó là 70-80 là bình thường. Trong các giai đoạn bứt tốc từ xưa đến giờ thì con này gần như là chưa chạy đối với dòng dầu khí, và đây chính là một cái mẫu hình cốc có tay lớn của BLX nha. Không biết anh chị học VSA có thấy cái cốc không? Thông thường mà nó bứt phá với khối lượng lớn ở đây cho thấy tổ chức người ta sẵn sàng ở đây. Thấy không ạ? Em hy vọng anh chị thấy đúng không? Thấy không? Làm cốc là điều chỉnh đủ lớn. Thì những cái giai đoạn này là cái giai đoạn siêu mẫu hình của cổ phiếu. Những cái lúc này thì cổ phiếu nó bứt vào cái giai đoạn lớn thì nó sẽ đi rất là xa và tạo được cái tiền đề tương đối nhiều, thì những cổ phiếu này thông thường là lên giá này thì hết mua. Nên anh chị lưu ý là chúng ta tham khảo đâu đâu anh chị có thôi, chứ còn là chúng ta không nên mua mới. Mua mới nó tương đối rủi ro ha, anh chị lưu ý nhé. Tiếp theo là gì? Gas. Đấy, cổ phiếu này hôm qua tích cung nè. Sâu như thế này thì hôm nay nó bứt phá rất là tốt. Nói chung là dòng dầu khí là một trong những cái dòng anh chị phải nhớ là nó sẽ là những cái dòng dẫn thay cho dòng banh và dòng thép ở trong thời gian tới. Nên anh chị cực kỳ phải lưu ý giúp Nam về dòng dầu khí. Một số cái dòng khác anh chị lưu ý với dòng bất động sản, chúng ta thấy thì chúng ta có đất xanh. Hôm nay có một phiên hồi phục tương đối tốt thì nhìn chung mà cổ phiếu này nó phải đạt điểm mua ở dưới. Giai đoạn bứt phá lên phía trên này chúng ta cần phải xác nhận về dòng tiền đó, anh chị phải bắt con này, bắt thấp, bắt cao nó không ok nhé. Tiếp theo là gì? Đích. Ấy, hôm nay có một phiên mà hấp cung cho nhà đầu tư chốt lại bình thường thì nó có một cái target ở đâu là giá 35-36 ở đây nè. Tức là cái vùng mà nhà đầu tư kẹp trong giai đoạn trước thì anh chị lưu ý đây có một cái lượng cung tương đối nhiều. Nhà đầu tư hòa vốn thì người ta bán ra thì anh chị lưu ý là cứ bán canh vùng 35-36 bán ra một phần. Đối với đích ha. Đối với dòng bất động sản anh chị chú ý giúp em một con là anh chị có thể mua vào với cái độ rủi ro của nó nằm đâu đó tương đối khoảng 70%, nhưng khi nó bước vào quá trình chạy nước rút nó sẽ chạy rất mạnh, là con AGG. Thứ nhất mã này là có tổ chức người ta chi phối,
tức là nó có độ lái nè, quay tay rất nhiều, người ta đúng không, đạp xuống kéo lên, đạp xuống kéo lên, thì các quá trình bứt phá phía sau này và khối lượng lớn á, thì đây là tổ chức người ta đang muốn đánh. Thì khi mà nó đã đánh vượt qua cái điểm mua này rồi á, thì là thông thường chúng ta chỉ ăn về đoạn sau thôi, nhưng nếu chúng ta ăn vào á và giá cao á, đôi lúc chúng ta có 30% lợi nhuận, nhưng cái phần lợi nhuận đó nó đem lại cái phần mà cái lợi nhuận tương đối lớn, bởi vì nó đang thoát ra khỏi cái chu kỳ tích lũy của nó rất là lâu rồi, thì nó sẽ có khoảng 30% lợi nhuận. Nhưng nếu mà tổ chức này là một một tổ chức mà nó không ok á, thì nó sẽ đạp cổ phiếu ra rất là sâu. Vì thế anh chị lưu ý là nếu anh chị mua con này, tức là chúng ta đánh sát phạt, thì nên chọn AGG, nó tương đối ok. Thứ nhất là dòng tiền vào mạnh này, những dòng tiền này đang kẹt lại T cộng 3. Thứ hai là nó đã đánh vượt đỉnh như thế này thì nó đã bỏ ra một lượng tiền rất là lớn, anh chị lưu ý nha. Nên là các giai đoạn bứt và chạy mạnh trong giai đoạn phía sau thì nó sẽ đánh rất mạnh. Các quá trình đánh rất mạnh của nó trong giai đoạn phía sau thì anh chị tham gia thì buộc phải mua đuổi thôi, bởi vì nó hết điểm mua nên đâu ra mình mua phải chấp nhận rủi ro là 70% rủi ro. Còn nếu chúng ta đánh sát phạt nhưng mà cổ phiếu như thế này thì cái biên lợi nhuận của nó tương đối tốt. Dòng bất động sản thì chú ý AGG thôi, chưa chú ý những mã nào khác. Đó. Tiếp theo một số cổ phiếu khác mà anh chị lưu ý, ví dụ như DHC chẳng hạn nữa, hôm nay nó rút chân như thế này là bình thường, cho nhau tới chút bảo bình thường, target nó vẫn là 84. QNS hôm nay tương đối đẹp, nhìn chung con này thông thường ngày mai sẽ chạy, bởi vì đây là kỳ tích cung, thì những anh chị nào đang nắm giữ nó thì cứ chờ 8 tháng 3 lấy quà thôi, nó chưa có một yếu tố nào xấu để cho mình bán ra cả, tổ chức cũng chưa ai bán được một cái khối lượng nào nhỏ như thế này vùng đỉnh. Anh chị lưu ý những mã này hôm nay nó có kỳ tích cung này, thông thường ngày mai nó sẽ chạy. Anh chị lưu ý một số mã cổ phiếu đó. Một số mã cổ phiếu khác như HAX hôm nay cũng có cái mức độ tăng giá tương đối tốt, CSV này ấy bắt đầu nó đã tích lũy xong và bứt phá trở lại, thì những mã cổ phiếu này chúng ta tham khảo thôi. Còn những cổ phiếu nó tí nữa Nam sẽ hướng dẫn anh chị nhau từ một số mã cổ phiếu chúng ta có thể tham gia được, ví dụ như VGI đó, bắt đầu bứt lên nè, điều chỉnh hôm nay là có yếu tố tăng trở lại và dòng tiền bắt đầu quay trở lại mua, thì các quá trình rũ của nó hồi phục trở lại là các yếu tố bình thường. Thì những cái này là chúng ta tham khảo và một số cái cổ phiếu khác thôi, chứ chúng ta không đi phân tích về cũng như là chúng ta mua. Nên anh chị lưu ý là sắp tới bây giờ em sẽ giới thiệu cho anh chị nhà đầu tư một số cái mã cổ phiếu mà anh chị có thể đánh T cộng 3 được. Hôm nay sẽ là câu chuyện T cộng 3 thôi, dài hơn em không nói bởi vì những cái điểm mua đẹp nhất đã qua rồi, thì mình sẽ không nói quá nhiều về các trạng thái. Một số cổ phiếu khác anh chị tham khảo như L14 nè, đây là một trạng thái mẫu hình VSA lớn, anh chị thấy nó tích lũy rất lâu nè, bứt phá nè, điều chỉnh trở lại và dòng tiền bắt đầu đánh lên, thì anh chị lưu ý những mã này là chúng ta lưu ý thôi, anh chị nào thích thì mua mà không thích thì thôi. Nó không nằm trong một số cái mã cổ phiếu mà em chuẩn bị hướng dẫn sau đây, bởi vì làm những cái mã cổ phiếu mà em hướng dẫn cho anh chị nhà đầu tư á thì đương nhiên nó sẽ có một cái độ an toàn nhất định, nó khác với những mã cổ phiếu khác, anh chị lưu ý nha. Đầu tiên là gì, Vietcombank có thể mua được, cái độ rủi ro của nó thấp thôi, có thể mua được nhé. Tiếp theo là gì, VPBank ấy, đây là một trong những mã cổ phiếu em khuyến nghị anh chị có thể tham gia được. Nãy giờ mình phân tích mã này rồi đúng không? Ba chính là gì, QNS đúng không, phiên tích cung nè, bức định test lại là đây là phiên tích cung, thì thông thường những mã cổ phiếu là anh chị có thể mua trong trạng thái T cộng 3 được nhé. Thứ tư là gì, CTD bứt phá nè, tích lũy lại, đây là cái phiên mà họ tích cung của nó, thì thông thường cổ phiếu là nó sẽ có một cái nhịp chạy lên giá 84. Ngược lại là cái yếu tố rủi ro của nó thấp bởi vì nó chưa tăng giá mà, thì nó vẫn có thể cho anh chị đánh T cộng 3 được, anh chị vẫn có thể T cộng 3 được nhé. Thứ năm đó chính là cái gì, DCM, cổ phiếu là bứt lên nè, retest dòng tiền vào lại, thì trong cái giai đoạn này nó sẽ hấp được cái lượng cung ở đây tương đối lớn. Bởi vì sao? Bởi vì nó đã tích lũy ở đây nè, gãy nền rũ xuống bứt phá lên test lại, thì đây là cái cổ phiếu anh chị có thể mua được ở giá 14. Cái dư địa nó có thể có một dư địa bứt khỏi giá 15 lên giá 17, nhưng mà là cái độ rủi ro của nó thấp bởi vì đây chính là cái vùng hỗ trợ mạnh của nó, và nó chưa hề tăng giá như những cổ phiếu khác, nó chưa hề tăng giá giống như những cổ phiếu khác ha, anh chị lưu ý. 6 là anh chị lưu ý giúp em là TPBank, nó chưa tăng giá đâu, đây là chỉ có nền của nó thôi, nên anh chị có thể tham gia trong T cộng 3 được nhé. 7 là gì, chính là mã 7 LHG ấy, cổ phiếu bất động sản khu công nghiệp là tương đối ok, quá trình bứt phá này rủ đi lên lại điều chỉnh, tăng lên và điều chỉnh trở lại, thì nó về đây nó rút chân rồi, thì những mã cổ phiếu này mình vẫn có thể mua được, nó chưa hề tăng giá. Nhìn chung là những cái mã ngon thì em khuyến nghị video trước những mã, video này chỉ khuyến nghị anh chị những mã an toàn thôi, chứ còn mà không thể nói anh chị nhà đầu tư chúng ta chắc chắn ăn và ngon như những mã khác, nhưng mà nếu anh chị full cash thì có thể là mua những mã này được, chí ít nó cũng mang tương đối an toàn. Ngoài ra cũng sẽ giới thiệu cho anh chị một mã ngoài không nằm trong 7 mã này, đó là chính mã gì, VGC. Anh chị lưu ý nha, con này tương đối ok. Thứ nhất là nó hơi bo cung, thứ hai bứt phá nè, rủ xuống đi lên với khối lượng thấp, và đây chính là một phiên no supply 3. Thì anh chị lưu ý là những mã này bứt tích lũy đỉnh với khối lượng thấp như thế này thì thông thường nó cũng sẽ có một cái nhịp chạy. Thì những mã này là mình chỉ giới thiệu cho anh chị nhà đầu tư thôi, nó không nằm trong 7 mã khi mình mua. Nếu anh chị nào thích hoặc là anh chị thấy những cổ phiếu cái tăng giá thì thôi mình không nên mua nữa, anh chị lưu ý ha.
Ok, thì nhìn chung là cái video của Nam là nhìn nhận về thị trường ở trạng thái bùng nổ theo đà như thế này tương đối tốt. Chúng ta cùng kỳ vọng vào sự tăng giá của Dow Jones cũng như là dòng tiền hưng phấn vào ngày mai. Các yếu tố bây giờ thì an toàn thì hoặc là sinh ra lợi nhuận thì chấp chúng ta phải dũng cảm thôi. Còn nếu anh chị sợ hãi hoặc là anh chị lo lắng, anh chị rủi ro quá thì đầu tư trên thị trường nó sẽ hơi khó. Thị trường chúng ta phải mạo hiểm, và chúng ta phải mạo hiểm dựa trên những cái chúng ta biết và chúng ta phân tích được. Còn chúng ta mạo hiểm mà không có cơ sở thì anh chị dễ dàng đu đỉnh, và đôi lúc anh chị sẽ bị FOMO và đôi lúc anh chị sẽ rất là dễ thua ở thị trường hiện tại. Còn cái giai đoạn này là cái phần thưởng lớn nhất cho những anh chị nhà đầu tư mạo hiểm, chính là cái tài khoản của chúng ta đang xanh. Nên anh chị lưu ý là đó là những cái chúng ta chấp nhận mạo hiểm và chúng ta đi khác với những cái còn lại. Tức là khi mà tổ chức người ta mua và nhà đầu tư bán ra thì là chúng ta mua theo họ, còn khi mà cổ phiếu tăng giá rồi thì chúng ta không có cái việc gì để chúng ta nói nữa, bởi vì nó đã xong rồi, liên việc nè. Bây giờ ai nói mua liên việc thì nó đã xong rồi, nó đã xác nhận rồi còn đâu, đúng không? Quan trọng là giai đoạn này những phiên trước anh chị dám mua hay không. Nên anh chị lưu ý ở thời điểm hiện tại là tất cả nó đang support rất là ok cho thị trường tài chính của chúng ta. Thị trường bứt phá tốt cái giai đoạn trước 1.200 điểm thì anh chị cũng phải nên có một cái hành động phù hợp. Anh chị đừng nên là full mà chờ nó vượt qua 1.200 điểm, bởi vì khi nó vượt ngàn qua ngàn hai là cái câu chuyện mà diễn biến của nó là khác đi. Chúng ta sẽ phải phân tích qua từng phiên để chúng ta thấy được là cái câu chuyện nào là nó tốt, câu chuyện nào nó xấu, và chúng ta cần phải phân tích rõ ràng về những cái yếu tố sắp tới, chứ không phải là vượt qua 1.200 lên 1.300 không có đâu. Vượt qua 1.200 tính cái câu chuyện vượt 1.200, chứ đừng chúng ta đừng có tính cái câu chuyện là vượt 1.200 lên 1.300 xong rồi chúng ta chắc chắn nó lên 1.300, không có đâu anh chị nhà đầu tư. Thị trường này không có gì chắc chắn hết á, nó trở mặt rất là nhanh. Nên anh chị lưu ý là khi mà ở những thời điểm như thế này đôi lúc anh chị phải quyết đoán đúng không chút. Nhưng ví dụ những anh chị nhà đầu tư những phiên trước chúng ta quyết đoán tài khoản chúng ta xanh, đó là phần thưởng cho anh chị, chúc mừng anh chị. Còn những anh chị nào cầm hun đèn sợ đỉnh quá bán ra thì giờ mua lại rất là khó, và khi anh chị không mua thị trường nó tiếp tục tăng, anh chị lưu ý ha. Ok, thì nhìn chung là video của Nam hôm nay cũng tới đây thôi. Cảm ơn tất cả những anh chị nhà đầu tư đã lắng nghe video này. Thế nếu anh chị thấy hay thì nhớ chia sẻ video của Nam lên Facebook nè, đến nhiều cái kênh đầu tư khác, là có rất nhiều anh chị nhà đầu tư có thể là xem được video của Nam, là cũng như là ủng hộ Nam mà các người họ sẽ đăng ký kênh cũng như là like cái video này, để đó là những cái động lực rất lớn của Nam ở những cái video sắp tới thì mình sẽ làm tốt hơn và mình sẽ có những cái nhiều hơn nữa sự chia sẻ cho anh chị nhà đầu tư. Ok, thì tối nay cũng chúc anh chị một buổi tối thật là vui vẻ, sự bùng nổ của thị trường chứng khoán vào ngày mai, và hãy lưu ý nếu chúng ta chưa có hàng hãy chọn một trong những cái mã kia để chúng ta mua. Một trong 7 mã mà Nam đã hướng dẫn cho anh chị chúng ta mua, chí ít là chúng ta cũng sẽ an toàn ở một mức độ an toàn nhất định. Còn tăng giá hay không thì mình không biết, Nam sẽ không khuyến nghị anh chị mua đuổi, mua giá cao. Mua những cổ phiếu này chúng ta có những cái tiền đề và cơ sở chấp nhận được ha. Ok, cảm ơn anh chị rất nhiều. Chúc anh chị một buổi tối vui vẻ. Hẹn gặp lại vào video tối mai nhé.